hội cho mình quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với số tiếp theo của Bình Luận Đánh Đồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với giáo án Akshan đi ở vai trò xạ thủ với thư thơ bác ám của Tân cậu ha. Anh em bảo làm hỗ trợ nhiều rồi, ngày hôm nay idol đổi gió đi xạ thủ luôn, và để xem là giáo án Akshan là như thế nào nào. Let's go. Ok, idol Tớ Hận Cậu với Akshan từ tờ Bắc Ám. Hôm trước thì không may gặp mấy thằng báo thủ nó báo quá nên là rớt xuống sắt 4. Nhưng ngày hôm nay lên sắt 2 rồi anh em nhé, sắt 2 hẳn hoi. Con đường trở lại Đánh Đồng của idol đang rất sáng lạ. Và để xem là con Akshan này thì idol sẽ thiệt như thế nào. Ô, nó vào đây ra sớm anh em ạ. Thế là không cần đọc skill à? Mọi khi mà idol vào là phải AFK bệ đá cổ đọc skill đã. Bạn này thì Ari One Charm nhưng mà không biết là đang làm cái gì. À, Cham Arita em, đó là chat ô đến từ vị trí của Yasuo với con bài Katarina. Mặc dù tên Yasuo nhưng là pick Katarina rồi. Đường trên sẽ là Stark 510. Ơ, Tony Stark à? Đi rừng đó là Predator Hunt, đi cho mình con bài Velvet. Và khu đường giữa là Boy Cham Ari, mèo chín đuôi ha. Tớ Hận Cậu đi xạ thủ chung với lại vị trí của Bi Hương Giang. Không biết phải bạn nữ hay không. Bi Hương Giang đánh con bài Luck hỗ trợ. Và bên phía bên kia đó là Phúc Princess. Công chúa Phúc, Phúc công chúa. Sao lại có quả tên nghe nó hoàn toàn vắn thế nhờ. Anh hùng tân nheo hay là tân heo gì đấy á, đang đánh cho mình con bài Nocturn. Khu đường dưới là em sợ năm, vừa vào đã thấy đặt tên là thấy hơi sợ rồi. Oster đánh cho mình con bài Vega hỗ trợ ha. Hai thằng này có ăn hành gặp mồm idol này, chuyển hướng đánh xạ thủ anh em ơi. Hỗ trợ đang giúp rừng của idol nó là để tôi gánh team, tôi ăn lính tôi lên hai trước, tôi gánh team cho để đứng trước ha. Đường trên đang là kèo Irelia đánh cùng với Seth, và để xem xử lý kỹ năng như thế nào nào. Cấp 1 set bước lên áp lực liên tục, con idol chuẩn bị lên 2 sớm nên là đường quy luôn, đánh tay nội tại các kiểu. Irelia đâm quy 3 stack, đánh tay liên tục, đánh tay solo, đánh tay thằng nào chết trước thằng nào làm chó, đánh tay thằng nào chết trước. kiểu gì nữa, solo đánh tay với cả set chịu. Một tiếng solo đánh tay tới chết, và Irelia rõ ràng là người thua. Cấp độ 2 Tớ Hận Cậu nâng cái gì đây, cấp độ 2 nâng e quy, cần thì e lên bớt luôn anh em ạ. Đứng giữa cấu rỉa khá khó chịu tên là mèo chín đuôi, nhưng mà Kata E và chém tay chả đám đâu vào đấy. Hương Giang xuống trễ lên 2 trễ nhưng vẫn đang đánh tay và E liên tục. Mất chiếc cầu đầu đường trên hơi quéo một tí nhưng không sao. Ít nhất là idol đang có khả năng gánh team với vai trò xạ thủ ha. Mọi lần đi chung với xạ thủ ngu quá, hôm nay chuyển hướng đánh xạ thủ luôn. Bước lên ở cấp độ 2 bị Vega Q một cú đường giữa thì mèo chín đuôi mất máu hơi nhiều. Tính ra là Kata biết chơi đấy chứ hả. Cấu rỉa cũng đâu vào đấy đấy ạ. Lắc lúc này cấp độ 1 đang đứng rất xa so với idol, làm choáng từ Vega bồi vào lắc để e xịt. Idol đang quăng quy chặt tương lại nhưng mà con hỗ trợ đánh kiểu gì thế này. Hương Giang xem sao đánh như nào chứ để idol áp lực này là không ổn nhá. Máu mất đi lên cặp đường dưới team idol hơi nhiều, cầu đi cầu về đến từ Ari. Lắc lao lên để e trúng cấp độ 2. Đã nâng quy rồi nhưng mà quy xịt ạ. Vega đang liếc tục lao lên đấm nhau với lại cặp đôi bên phía bên kia cực kỳ hổ báo, còn đứng giữa Nocturne ra ganh. Mèo chín đuôi chạy đi đâu này, tốc biến quỳ, tốc biến đi đến mèo chín đuôi. Ô, nó coi chừng vẫn bị phía rồi. Kata lao lên với tiếng E có mạng, đứng dưới bị làm choáng, trói kịp đối phương để rút lui đến từ vị trí của Bi Hương Giang. Đánh một hồi rất hết cả Bi ra đây rồi. Iron lại lao lên làm choáng rất tốt vào lính, và sau đó thì bốn stack đánh tay chung với Seth, lại đánh tay thằng nào trước làm chó à. Seth có rất nhiều sát thương và Seth còn tốc biến đâm quy và lính quáng rút lui đến từ Irelia. W xịt đến từ Seth, sát thương chuẩn không vào nhưng vẫn đâm tay liên tục. Irelia vẫn đứng lại, tốc biến đâu á kìa. Mèo vét lên gỡ mạng một tình huống EWE các kiểu QE và gỡ được một mạng dành cho Irelia. Seth farm hơi cùi và Seth lên cái gì thế này. Seth xanh như là lên tank anh em ạ. Và đó là một tiếng Irelia nằm xuống lần thứ 2 rồi, đứng dưới idol hiện tại đang máu hơi lâu. Mèo vét đang ở hơi xa, không xuống ganh được. Idol vẫn đang phải lát hết dưới trụ và để xem là cặp đường dưới phía bên kia sẽ làm gì đây. Khởi đầu có vẻ là hơi khó khăn một chút cho idol ha. Không sao anh em ơi, đánh từ từ rồi gánh team mình ở xạ thủ mà. Farm cái đã, nhưng mà lát hết dưới trụ thì hơi khó khi mà lắc này đã quá yếu máu rồi. Cặp bot bên phía bên kia áp lực liên tục và quyết định đến từ idol sẽ đã back về mà thôi. Khu vực đường giữa lúc này thì Kata đã có trước một mạng, mua thủy kiếm lao ra né hôn gió các kiểu. Và sau đó đánh tay liên tục E và đánh tay nhặt phi dao gây sát thương. Ui, đánh mượt thiêu đốt, đánh tay E dứt điểm, sau đó E ra. Kata smurf à? Đường trên Irelia bị kéo ngược trở về, gồng W giảm đam là tốt. Và sau đó thì sao? Trăng dây làm choáng, đánh tay liên tục, Seth còn W. Cú đấm xịt đến từ Seth vào lính nhưng mà vẫn đấm tay liên tục đến từ Seth, sát thương là khá nhiều. Seth đang lên tanh, bật quy lên đấm, và sau đó thì Irelia đang chạy rồi. Tốc biến còn đến từ Stark 510 thì sẽ làm gì trước phúc công chúa đây? Khá là khó khăn dành cho vị trí của Stack 510 trong kèo này, đâm quy lên.
nhìn khá là ban căng đấy. Đường giữa đó là Velvet lướt lên lướt xuống, sau đó thì đang phải 1-2 W xịt, và sau đó thì mổ E, và đường dưới đó là tiếng Vega lao vào, tớ hận cậu rút lui kịp, nhưng sau đó thì Predator Hunt đang gặp nguy hiểm. Ari đã cứu chứ không hiểu góc cái gì đây, hồn gió trúng rồi, cầu đi nhưng mà cầu về xịt đánh tay Thanos thì ngon, gỡ mạng đến từ vị trí của mèo chín đuôi cho tiếng vừa rồi. Nó ra cover cái ta một cái, cái ta gánh fail thì phải cover cái ta về chứ. Đường dưới này thì tớ hận cậu lúc này đang khoa yếu máu rồi, khoa đấy tớ lắc trúng. Tớ hận cậu đang hơi lâu, lắc lao lên, Vega đứng lại làm choáng. Tốc biến chạy đi bro, Bibi hướng ra rất đi từ đây rồi, kết đến tốc biến không kết được mạng. Đứng giữa hôn gió thành công tên mèo chín đuôi và giữ nuôi kịp cho tình huống này. Axan của Idol còn tốc hành và lắc đang ping liên tục, còn tốc hành cái gì, tốc hành là làm cái gì? Đánh ẩu chết cứ ping thôi. Khó thật sự gặp bạn Hương Giang để bạn đánh nó hơi kỳ rồi. Tốc biến theo đốt thì Vega trưởng quy và Idol tốc biến ra outplay cái nhẹ mà rồi. Mày tính ăn Idol, cái thằng này hơi non. Một tiếng mà Vega đánh rất là cục súc, rất tiếc là Idol này không có mạng đèn thật sự. Vega hỗ trợ flash lên thiêu đốt đánh tay quy các kiểu, sau đó bị lính đánh chết ạ. Không có mạng cho Idol, tiếc ghê. Tính nhiên giết Idol, thằng láo nháo thật sự. Đây, Velvet xuống rồi. Velvet xuống rồi anh em ơi. Velvet bắt đầu vòng ra phía sau, Kathleen chỉ còn mỗi ít kiệt sức mà thôi. Velvet tiếp cận và Idol sẽ là tàng hình lên tốc hành lên KS. KS anh em ơi. Tạch. Ngon, hay bạn, được bạn. Cứ xuống đường dưới là có mạng bạn ơi. Xuống lúc nào cũng được. Một mạng cho Idol tới hận cậu, sau đó thì đẩy lính hỗ trợ, đẩy lính cái bro. Hỗ trợ người ta reset cái way cái. Doing something bro, Hương Giang, kìa. Hỗ trợ người ta một cái way đi, người ta về, kìa. Cứ đứng nhìn thôi. Và sau đó thì Idol vẫn có thể reset được cái way, nhưng mà reset cái way như này thì chắc là mất hết lính rồi. Một way 6 con chắc là lắc để cho Idol về, sau đó thì mình farm lính á, đánh hỗ trợ rất là kỳ. Đứng giữa thì Ari phi hồ lên, bị Kata đấm trắng cây máu, bắt ngồi phi hồ về. Máu me còn lại này coi chừng bị đa trụ chết đấy nhỉ. Đứng trên thì top chết tới mạng thứ 3 rồi, khá khó hiểu. Không biết đánh cái kèo top kiểu gì. Đang đứng farm lính thì bị đối phương lao lên đấm liên tục vào đầu, và Hương Giang lúc này mất hơn nửa cây máu á. Đấy, lúc này Idol trở lại thì lại là một hỗ trợ hết máu, không biết đánh len kiểu gì luôn. Mua luôn cho mình nước mắt, bây giờ tớ hận cậu rồi. Luôn mua nước mắt làm choáng tốt từ Aurelia. Một pha E đấm trái phải đến xét đứt lưu sát thương chuẩn. Đâm quy vào đến từ vị trí của Stark bị áp chế rồi. Và sau đó đánh tay, tốc biến chạy, đẩy chiêu cuối người trở lại, lính đánh vào vị trí của Phúc. Và Phúc đi bộ vào chiêu cuối đối phương, sau đó lên bảng. Mạng dành cho vị trí của Stark 5-1-0. Pha tự hủy đến từ Phúc công chúa rồi. Còn khu vực đứng dưới lúc này Idol trở lại với tướng tàng hình lại lén lao lên. Nãy tàng hình lao lên Z được mạng ha, ngon. Farm hơi thua một chút nhưng có mạng bù lại Kathleen tí vậy. Nhưng mà hỗ trợ lúc này Hương Giang lâu này đánh đấm gì. Khổ ghê các ông, hỗ trợ này nó áp chỉnh quá. Mắt cắm ra đến team Idol phát hiện ra vị trí của anh hùng Tân Heo đang ăn cho mình. Đó là con rồng với tố đầu tiên. Và Velvet đang ở cánh trên, không biết có xuống kịp hay không. Lắc thì đi qua tầm nhìn rồi. Idol thì vẫn đang phải farm lính ở đây, không có way để di chuyển ra hỗ trợ. Đối phương vẫn đang ăn rất là ngổ ngáo trên tầm nhìn và không hề phá mắt ạ. Lắc di chuyển ra với ý định là cướp con rồng này, nhưng Kathleen bắt đầu di chuyển vào cấp độ 6 rồi. Kathleen bắt đầu di chuyển vào và đó là một tiếng E để hỗ trợ đối phương ăn rồng nhanh hơn đến từ Hương Giang. Đồng đội bắt đầu di chuyển ra nhưng mà rồng đã được phạt thuộc về cho vị trí của anh hùng Tân Heo. Bên này thì Kata đang phải 1-3, trong khi đó đồng đội chạy hết xuống khu vực dưới. Tôi không hiểu lý do tại sao bỏ Kata lại. Kata xoáy cho nó chết luôn vị trí của mèo chín đuôi là người kết cái mạng vừa rồi. Ăn rồng xong rồi bỏ mặc Kata chết luôn ạ. Team 2 đánh cũng rất là chấm hỏi, mặc dù vậy thì đã có con rồng với tố đầu tiên. Velvet đang xuống để gỡ mạng. Hương Giang lúc này đã hơi lâu rồi, Idol đang farm lính phía sau. Velvet lao lên W thành công, quy lên đánh tay. Có mạng sau những cú lướt của mình, sau đó lướt được trở ra. Quá tốt đến từ Hương Giang rồi. Chiêu cuối từ xa, Nocturne hoang tưởng như dám đu vào hay không đây. Sắp từ đến từ chiêu cuối của Idol lấy thu tờ vắc ám mà thôi. Nocturne tích giờ nhưng không dám nữa. Rờ sao không rờ hai vào, không biết chờ không đây. Tết tướng à. R thì không vào nên đi bộ tốc biến lên. Tân Heo đã mất cho mình chiêu cuối trong lần dùng đầu tiên. Lần đầu tiên có vẻ trải nghiệm không được tốt lắm. Và đứng giữa thì Kata bắt đầu lao lên khi thấy mèo chín đuôi mất cho mình cú hôn gió. Nhưng mà E vào đánh tay thì lại không đủ đam với thiêu đốt. Irelia thì đi ra solo sứ giả là như thế nào. Đi top đang đi top ngon tự nhiên ra solo sứ giả cái mất nguyên đống quay trên top luôn, không xa. Mục tiêu lớn đã được giữ lại và đây là bách phát bách trúng. Idol che kiểu gì bây giờ, chết luôn vị trí của Hương Giang rồi. Lại bị bắn dụng cả Bi ra đây rồi, Bi Hương Giang rồi. Đấy, lại bỏ Idol một mình, khu đứng dưới là 1-2. Đứng giữa thì Kata có một tình huống đổi mạng với lại vị trí của mèo chín đuôi. Chắc là tình huống băng trụ lấy mạng shutdown để đổi mạng với lại vị trí của mèo chín đuôi đây.
tên Yasuo nhau đánh Kata cũng phải là khá cháy. Ồ, nhặt phi dao lao vào bị thiêu đốt. Ui, trước khi nằm xuống, ui, e ra, không e ra, e vào. Thế thì Kata cũng phải xử lý rất nhanh, nhưng độ chuẩn xác là hơi thấp nha. Có sứ giả dành cho vị trí của Tony Stark rồi. Lên top farm tiếp. Xét ván này chắc lấy khổng thần ha. Lấy khổng thần sẽ đấm đứt được bao nhiêu đam nào. Đứng dưới thì Idol đang liên tục đặt mình vào thế 1 đánh 2 khi mà hỗ trợ chết liên tục trong khoảng thời gian vừa qua. Và chắc là phải chờ vị trí của Belvet xuống cứu thôi. Nuôi được con cá đuối này cũng có vẻ là khá xanh rồi. Aurelia gồng W giảm đam. Đứng dưới thì Idol vẫn là phải 1 đánh 2 làm choáng đến từ Aurelia. Có Q được đâm Q vào hay không? Axan của Idol đu e lên và sau đó thì... làm cái gì hỗ trợ người ta đi ở kia Hương Giang? Thành đấm kiểu gì vậy? Đứng trên thì đẩy lưỡi kiếm tiên phong, sau đó đánh tay tới thì Irelia đâm Q và xét đế luôn Irelia. Ở về phía sau tường và có Velvet xuất hiện. Velvet đến hất tung thành công, trăng dây làm choáng ép tốc biến. Nocturne thì không có chiêu cuối, Velvet lao lên với tình huống mổ e nhưng mà không đủ sát thương, đang cố gắng dọn lính rồi. Fear thành công đến từ vị trí của Tân Heo và Tân Heo đánh tay chết vị trí của Irelia. Predator Hunt đang cố gắng rút lui. Vịnh chấm hỏi liên tục rồi, Predator Hunt đang bị dính chiêu cuối, tốc biến vào trong trụ và đánh vào, đó là mạng rồi. Tân Heo đi bộ ra được cười không. Một tiểu xử lý khá hay với Tân Heo, tưởng là không biết chơi tét tướng nhưng lại có một tiểu xử lý hai mạng khu đứng trên. Nuôi con cá đuối này giờ nó hơi báo rồi. Xuống đường dưới người ta nuôi cho thì không chịu, cứ lên đường trên làm cái gì. Irelia chết tới 4 mạng, thêm con Ari chết 4 mạng này nữa. Chuyển hướng xuống đài cánh dưới đi bro, người ta đang đánh ngon như thế này, không canh đường dưới, cứ canh cánh trên làm gì. Hai thằng đơn fit mỗi thằng 4 mạng rồi, chịu. Boss người ta đang đè lên, người ta đang cấu gì, người ta đang harass thế này mà không chịu xuống. Chỉ việc xuống ăn mạng thôi, không chịu. Idol vừa về bổ sung trang bị và lúc này thì Luck vừa lấy được một số thu thập ám ha. Khu vực đường dưới này thì Idol đã có được một mạng và Kathleen cũng đã có được một mạng sau tiếng sai lầm đến từ Hương Giang. Belvet ra khu đường giữa để có thể farm lính dùm cho Ari, người vừa bị solo kill trước đó rồi. Cái gì cũng đến tay, đánh hỗ trợ gánh team rồi đánh AD, bắt buộc phải gánh team, tàng hình lao lên đánh tay. Khóa tốt tới thì những cái Hương Giang, cầu đi cầu về và đó là một tiếng huống tốc biến được dùng e lên. Đó là cầu vòng tối thượng đến từ Hương Giang, có mạng rồi cho Hương Giang. Nocturne đang cầm hai mùa nhưng chung cuối chưa hồi lại, liệu rằng có dám xuống ganh hay không đây. Hai mùa mày to nhở, hai mùa mày nhiều nhở, mày làm sao đam to thế. Nocturne sát lực đam to quá anh em ơi. Idol không có vật đội rồi, lúc này phải tốc biến chạy và Kata có định đổi mã với Idol trong trụ à. Một pha la vào đến từ Katarina sau tốc biến ra và trả mạng lại đây. Belvet vét đi bạn ơi, Belvet vét đi bạn ơi, một hit nữa bạn ơi. Ở kia vét không xong nữa là như nào, ở kia gỡ đi chứ. Đứng giữa đối phương ram mình như thế mà Ari không làm được cái gì ạ. Team này tệ quá anh em, team này báo thực sự rồi. Đường trên thì xét e thành công nhưng mà đang phá mắt sứ giả hay là đang bế đối phương về thì bị làm choáng rồi. Bế Irelia về trong trụ, Irelia đâm quy vào, đánh tay, quy thẳng vào cái đứt. Không đứt lưu á, sống kìa. Sống thật anh em ơi. Một tiếng solo rất là ăn tà là vằn đến từ hai người trên đường trên khi mà xét lúc đó không biết tại sao mất máu nhiều đến như vậy. Đang ôm 1900 chưa về nhà mua khổng thần đi còn ở lại làm cái gì. Và khi Irelia gọi sứ giả ra thì xét có một tiếng solo nhìn khá là buồn cười nhưng mà lại không có mạng. Đã cũng như là tình huống solo này, xét đấm sứ giả e cả người cả sứ giả đấm liên tục. Irelia trăng dây làm choáng chúng, sau đó thì bị bế vào trong trụ nhưng sau đó đâm thẳng vào trong trụ, đâm thẳng vào sát thương chuẩn, đâm tất cả mọi thứ vào và sau đó thì sống sót được một chấm máu với tình huống W vừa rồi. Xét phá được sứ giả rồi và Irelia sẽ xử lý như nào quả solo này đây. Back về luôn cho an toàn, đang có đánh nhau trong một rừng đến từ vị trí của hai răng gồ. Ui, chú cuối vào luôn, WQ đánh tay liên tục từ Belvet solo kill, mạng shutdown 700, Vega đi bộ vào làm cái gì thế này. Ôi chiều cuối bị ngạt rồi, đẹp thế, ô kia, đẹp thật sự, đường trên không hiểu lý do tại sao Irelia vẫn chết ạ. Một tình huống EC từ set lên level 9 là lưỡi kiếm tiên phong và sau đó thì đi bộ vào lưỡi kiếm tiên phong hay... Má đần ác, cái hiểu kiểu gì. Quả này thì đang tranh chấp bùa đỏ thì quay sang đấm nhau, và Belvet đã có một tiếng giảm đam khá hay, Nocturne R nhưng mà lại solo thua Vega thay vì R vào thì đi bộ thẳng vào. Để gây sát thương với một Vega tầm hoạt động rất xa. Đặt một cái vòng ra ngắt được chiêu cuối của Idol, thế là tốc biến sống luôn, đen thật sự. Quả này mà không bị làm choáng là Idol đã có thể gỡ mạng và hồi sinh thành công với chơi đi rừng rồi. Không biết là con cá đuối hay là con... Ơ, đây. Ngon. Vega không về, lang thang ra khu đường giữa, thế là bị Idol nhắm bắn luôn, hồi sinh luôn vị trí của Belvet và sau đó sẽ đu e lên. Ari tốc biến lên, lái cầu đi cầu về, hôn gió xịt như phi hồ thì lại có mạng. Idol quăng quy hỗ trợ cho mèo chín đuôi trong việc rút lui Kata, cắm mắt sang e vào con bùa xanh. W nhặt phi dao, quăng phi dao, nhặt phi dao và sau đó thì là một tiếng e và hạt thông nổ cố gắng rút lui. Ari vẫn còn một tiếng tiếp cận nữa và đó là một tiếng lao lên, hôn gió chuẩn xác, cầu đi cầu về và Kata lúc này chỉ còn lại một chấm máu mà thôi.
Nhưng mà Idol quyết định dừng lại tình huống này và tàng hình vào cướp màu xanh hay như thế nào đây? Tàng hình vào cướp màu xanh anh em ơi. Velvet đang solo cho mình con sứ giả, à nhầm, con rồng nguyên tố rồi. Ari di chuyển vào bếp trước, Idol tỉnh dậy và sau đó thì bắn luôn. Cầu vồng tối thượng từ xa nhưng mà màu xanh vẫn thuộc về cho vị trí con Nocturne của Tân Heo. Và sau đó Kata lao vào xoáy, đỡ. Đỡ hộ cái với thằng này rồng sắt cái gì anh? PK đi, đúng rồi, mạng cái kia, ăn đi. Cổng cảnh thế nhở, nhặt chân thân của mình lên và sau đó thì lên bảng đến số luôn, khóa từ Lắc tốc biến từ vị trí con Tân Heo. Tân Heo đang có định êm vào vị trí của Hương Giang. Hương Giang đang bị êm và hoảng sợ chuẩn bị được đưa ra rồi, cũng luôn rồi. Cũng hết rồi các bạn ơi. Mất hết rồi. Chết hết 4 người rồi, biết thế giật ra cho nhanh, biết thế không đánh trúng con Ari này anh em ạ. Tin để báo quá báo rồi. Mình PK thường dừng lại chui vào ăn rồng, thế thì có phải chết dở không? Ăn rồng bây giờ rồng cũng không ăn được, mất 2 rồng rồi lại còn chết cả 4 mạng, Kata nó xanh điên. Nocturne cũng khỏe anh em ạ. Má, một game đấu đánh xanh như vậy rồi chỉ việc xuống ăn mạng thôi, mà team làm cái gì mà nó cộc cảnh quá. Thua mất mấy nghìn tiền rồi. Nhưng mà không sao, đánh hỗ trợ mấy nghìn tiền thì hơi khó lật, nhưng mà đánh AD thì thoải mái anh em nhé. Đứng trên thậm chí là 14 phút nó mất luôn cả trụ top đến từ Irelia rồi. Set khổng thần 28 số. Bây giờ thì đánh kiểu gì cho chết con set này đây? Máu me thế này, ô mèo vét lên top gank rồi bạn ơi. Bên dưới thì Idol đang tàng hình và đó là tiếng Lắc lao lên khóa tốt, nhưng mà sau mất máu hơi nhiều. Lắc đi bộ dính làm choáng và lên bảng đếm số. Một tiếng rất chấm hỏi ạ. Set bị bết rồi. Bết như thế này liệu rằng có chết hay không? Velvet bắt đầu lò dò đi ra và hất tung thành công đến từ Velvet. Set tung luôn chiêu cuối đường giữa, đó là solo kill cho Kata, rất dễ hiểu khi mà Ari quá yếu. Và đường trên set tung chiêu cuối vẫn có thể đi bộ về được. Đường dưới lúc này thì Idol lại tiếp tục một đánh hai. Quang Quy cấu gì lượt đi lượt về đạp cháp và sau đó thì bắn tay e xịt. E xịt nhưng mà không sao anh em ơi. Một tình huống đường trên đang là pha gánh W sắp thực chuẩn, liệu rằng có giết được đối phương hay không? Set lên bảng đếm số, Nocturne tung chiêu cuối vào thẳng tình huống nhặt thân đến từ vị trí của Velvet. Và solo đánh tay, thằng nào chết trước thằng đấy làm cá, thằng nào chết sau thằng đấy làm người. Và đó là một tình huống WQ, đó là mạng dành cho vị trí của Predator Hunt. Ok, hai mạng dành cho con cá đuối này. Đuối xanh như vậy một cái gánh team chịu. Chỉ việc di chuyển ăn mạng nó không xong nữa thôi đấy. Idol thì đã có cho mình dạng kiếm Dacta, một món trang bị sát lực dành cho Axan ha. Đứng giữa thì hai đường đơn ôi thôi rồi, 15 phút mất hết cả trụ. Nhìn Idol đi đường đấy các bạn, trụ vẫn còn nguyên. Ở đường giữa thì bị solo kill, đường trên cũng solo kill này thì hỏng. Lại phải gánh team, lại phải bước ra carry. Idol gặp ngay quả bro Hương Giang này, landing lục quá thôi. Không một tác dụng. Rồi, Velvet đã có được hai mạng cánh trên và đang ăn cho mình là con sứ giả. Nhưng mà Vega bắt đầu di chuyển ra rồi. Ulster bắt đầu di chuyển ra và Velvet vừa mất E. Quy ra được cả cú làm choáng đối phương và sau đó thì ăn được sứ giả hay không đấy ạ? Ăn được sứ giả rồi. Nhặt chân thân lên tiếp tục quẩy tiếp. Nhặt luôn cả mắt hôn gió tốt tới từ Ari của mèo chín đuôi và tốc biến KS mạng. Nhặt chân thân lên tiếp tục quẩy đến từ vị trí của Velvet nhưng bị phía đến nơi rồi. Bị phía và lên bảng mạng shutdown rồi. Nocturne thôi 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 thôi, về anh em ơi. Về gấp các bạn ơi. Hạt thông đổ về đi các bạn ơi. Hạt thông đổ về. Cầm mẹ đó. Đứng dưới thì Kata xuống ăn trụ Idol rồi. Nó ăn hết trụ đường giữa xong nó xuống nó ramming thế này sao mà đỡ được cái trụ này đây. Một pha tốc biến đến Katarina nhưng một pha E về outplay là dễ đến tới hất cậu. Kata vẫn lao lên và đó là một tiếng ống quăng boomerang hàng hiệu đến tới hất cậu để cố gắng rút lui. Chiêu cuối từ xa cấu rỉa cái nhẹ các đã. Clear luôn con xe và đợt lính để tránh đối phương tiếp cận trụ 2. Còn đường giữa thì Irelia đang múa làm choáng chúng đâm quy vào. Bị xét kéo E kích suy vong các kiểu né W sau đó thì cố gắng phòng ngự trụ 2. Tiếp tục là tiếng đâm quy tới Irelia thì nhìn cực kỳ yếu. Xét bên phía bên kia nó quá nhiều máu rồi. Lúc này thua xương xương là con số 5.000 tiền ạ. 5.000 tiền là nhiều nha. Ari mua cái gì đấy ông? Mua cái gì mà đồ từ lúc ta la thế này? Đồ đạc chả đâu vào đâu cả, rất lom rom. Hết mảnh này đến mảnh kia nhìn Idol lên đồ đêm học hỏi. Đường trên nó xét thế phát nó bế đi luôn. Bế đi luôn, nó kích số khổng thần. Irelia trăng dây làm choáng. Và đang cố gắng chạy về trong nhà chính nhà mình. Bên phía bên kia Velvet lao lên solo 1v1. Em sợ đã phải nằm xuống với mạng shutdown dành cho Velvet rồi. Vega nhận ra tình huống phải là hơi trễ khi xạ thủ đã chết thì mới quay ngược trở lại để có thể cover. Và Kathleen đã phải lên bảng. Kata section về dai ha, căng thực sự. Velvet gọi luôn sứ giả và đang solo với Katarina thu 2 level này. Hỏng, về ông ơi. Ari đến để có thể công chiêu và phía thành công đến Nocturne. Velvet ăn xong lại báo rồi. Ăn lắm thì cũng báo thôi. Idol thì lúc này đang lang thang để có thể farm lính và gỡ lại những lợi thế đã mất. Ôi may quá, sứ giả vẫn hút kịp cú lấy tiền tưởng mục tiêu cho team Idol.
hơi nhiều về tiền anh em ạ. Để tao, mày làm sao mày mới giết con cá đuối đúng không? Ari hôn gió thành công và Idol bắn tay hồi sinh thành công đồng đội của mình đến từ vị trí của tớ hận cậu. Cứ để phải nuôi thôi. Đứng trên solo đánh tay thằng nào chết trước lại là thằng nào chết trước thành ra chó rồi. Má phúc cùng chùa đánh căng quá. Bạn Irelia bạn fit 7 mạng rồi. Idol đứng giữa đang có phòng ngự lính chứ không lên khu đứng trên kịp vì lúc này xét chắc là nó cũng chạy thôi. Velvet đã đi qua tầm nhìn rồi thì phải hồi sinh con cá đuối cho nó farm cho nó gánh team em ạ. Thôi đi đâu đây, đi đâu đây. Xét trước khi back về cắm mắt đầy đủ ha. Đây, quét thấy rồi, mày chạy đi đâu? W trúng quy lên, E, và sau đó là một tiếng xét kéo E, tung chiều cuối. W bị né và sau đó đánh tay liên tục đến từ Predator Hun, gõ mạng rồi cho Velvet rồi, ngon rồi. Cá đuối đã bắt đầu được nuôi rồi. Bây giờ đang có lướt quy chạy, đối phương bắt đầu áp sát. W hất tung sau đó thì tiếp tục lướt quy. Quy liên tục đến từ Velvet và liệu rằng có về đấy không đây? Phát bắn nhớ đời cảnh cáo đến từ tớ hận cậu, mày cút ra khỏi con cá đuối của tao. 1-7 nó sủa kinh ạ. 1-7 nó sủa kinh ạ. Ari đã chăn ôn 1-7 lắc không biết chết ở đâu rồi. Ari lao lên cầu đi cầu về, đối phương tốc biến chạy và sau đó tiếp tục là pha lái cầu thiêu đốt các kiểu đến từ vị trí của Ari. Ôi Velvet ra cái S này. Con cá lại ra cái S, con mèo thế này đang ăn rồng trên tầm nhìn đến từ vị trí của tâm heo. Một pha trừng phạt giúp cho vị trí tâm heo có rồng như tốc biến hôn gió và đó lại là mạng rồi cho Velvet. Mèo làm lại cá hưởng thế này thôi cũng được, ít nhất là con Velvet này nó khỏe rồi, nó gánh team anh em ạ. Cả team bây giờ đi chăn con cá này như kiểu là chăn pet vậy. Thôi thì nó xanh nó gánh chứ không có nào nó 171. Lắc vẫn đang rất phàn nàn về vị trí của Hương Giang. Bad Luck VN thông thẳng 7 ấy. Thôi tập trung mà nuôi con cá đi chứ giờ chửi hỗ trợ làm cái gì. Idol đi xạ thủ, Idol chưa lên tiếng thì thôi, Idol đang tập trung gánh team này. Ông đi mid thì ông cứ ý kiến đi cò thôi. Vừa rồi thì Velvet có mặt tại khu đứng giữa để có thể tấn công nhưng không tấn công được ai cả. Idol trở lại khu đứng dưới tiếp tục đẩy đường với một cái Drakta ở đây. Tôi đang khá là thắc mắc về cái hướng lên trang bị đến từ Idol tớ hận cậu trong ván đấu này. Nocturne đang di chuyển xuống với cái hoang tưởng và mục tiêu rõ ràng là Idol rồi. Hương Giang đi nửa đường tự nhiên thấy Kata, khóa nó lại mà đi về cứu Idol đi chứ hả? Axan của Idol đu E lên khóa tốt rồi tốc hành lên. Quang Quy sau đó giật về, Nocturne hoang tưởng xong không có tí tầm nhìn nào cả, không chọn được mục tiêu, được trên set ăn trụ trước người sau rồi. Một cú đúp đến từ vị trí. Mèo chín đuôi quay ngược trở lại với tiếng hôn gió cầu đi cầu về và lái luôn chung cuối ở phía bãi sói và sau đó set lao lên exit rồi. Set sẽ làm gì đây khi không còn chung cuối, không còn tốc biến nữa. Ari vẫn đang truy đuổi theo nhưng còn cái gì để dí đây? Còn cái gì để dí? Set bật quy đứng lại đấm luôn anh em ạ. Đấm hai, đấm một cái W, sắp thương là chưa đủ, cầu đi, cầu về. Exit đánh tay không đủ sắp thương. Qua đen cho vị trí con mèo chỉ đuôi, qua đen. Lắc đứng dưới Hương Giang đang bị rót liên tục kỹ năng vào đầu và bách phát bách trúng từ xa. Đã chết rồi vị trí của Hương Giang. Idol phê check để gỡ mạng cho đồng đội nhưng không được rồi. Nó có Kata ở đây nhờ, đen thật sự ạ. Vâng, một máu không chết. 1-8 bad luck ạ. Mày chết khu đứng trên bị solo kill thì liên quan mèo gì đến thắc lắc mà. Mày cứ phải kể thắc lắc đây là cái gì. Chắc ôn bảo thằng kia nó hên thì được, còn bảo thắc lắc 1-8 liên quan. Chả biết liên quan nào. Cứ đổ thừa thôi. Rồi Idol vừa phải nằm xuống và sau đó thì mất luôn trụ hai đứng dưới trăng. Đang là pha phê check và solo giữa hai rừng là cực kỳ căng. Lúc này thì Velvet còn cái E để giảm đam, còn nỏ từ thủ sát thương khá nhiều. WQ vào mạng shutdown dành cho Velvet. Nocturne hoang tưởng nhưng không kịp làm gì cả. Caitlyn ra tốc biến lên mạng thứ hai cho Velvet rồi. Cá đuối được nuôi rồi. Cá đuối được nuôi và nó bắt đầu nó khỏe rồi. Vega có định làm gì ở đây đây? Một tiếng bớt sát thương từ Vega và thực là không đủ. Vega lên bảng triple kill dành cho vị trí của Predator Hunt. Kata xuống tính shutdown hay gì? Một cú khóa, Velvet quay người trở lại làm cái gì? Thôi đừng ăn, ăn xong rồi đừng báo nữa ông ơi, ăn xong đừng có báo nữa coi. Ăn xong lại báo rồi. May là con Ari gỡ được mạng với mạng shutdown của Katarina và shutdown số đấy nha. Kata mũ phù thủy, mũ dìu với là sách trồn mề dai 14 số trước đấy. Đã bị shutdown còn 10 số mà thôi. Còn Idol thì đang cố gắng để lẻ anh em nhé. Ván này thì phải tàng hình lén lén báo thù đi để lẻ thôi anh em ạ. Bỏ mẹ cái team này, mỗi Velvet nó khỏe, nuôi được con cá nó xanh nhưng mấy thằng còn lại toàn mấy con báo không. Rồi tiếp cận trụ một khu đường dưới đối phương, tiền thử mục tiêu cả đấy anh em ơi. Nocturne lúc này sắp hồi chung cuối, chắc nó sẽ xuống đường dưới để kiếm Idol đây. Cả mẹ đó. Đồ đạc này nó êm vào phát là chết ngay lập tức một trong hai đấy anh em ạ. Thôi thì bây giờ có trụ tiền thử mục tiêu chết cũng được. Một người chết này là con Lắc này anh em nhé. 1-8 rồi. Hoa soi sang đến từ vị trí của Nocturne không phát hiện ra ai cả.
và không dùng chiêu cuối xuống khu vực dưới được. Team Idol đã ăn được cái trụ có tiêu thực mục tiêu, sau đó thì cuốn gói về luôn. Khẩn trương thôi anh em, mà đã có cho mình đại bác lên thanh rồi. Ok, đồ đạc này là có tốc độ đánh, có để lẻ, có sát thương, có dọn lính, có mana, cái gì cũng có. Mỗi hỗ trợ là không biết chơi. Lại có cái gì rồi đấy, lại đứng chat ôn anh em ơi. Đang tính chat ôn chửi thằng Lắc thì bị Kata đã êm vào. May là Rayrela đã làm choáng chứ không được cút rồi. Vega đặt lồng làm choáng, Iron đụng gồng W đẩy chiêu cuối. Velvet bắt đầu xuất hiện, Kata quyết định e chạy rồi, bỏ lại vị trí phía sau đó là Vega. Một tình huống lấy hai mạng đến từ vị trí của Idol Tợn cậu. Kata đã chết, xét tung chiêu cuối đấm một phát lấy sinh phong với cả khổng thần chết luôn vị trí của Ari. Rồi Ari lại chửi Lắc cho mà xem. Và đó là Idol đánh thành công vị trí của Seth lên bảng điểm số, có mạng thứ 6 cho Idol Tợn cậu, và sau đó thì e tại chỗ. Idol bad ass thực sự. Một pha di chuyển ra với tình huống vét mạng trước đó của Kata, và sau đó thì vét thêm cái mạng của Seth, hồi sinh thành công con Ari. Ari đang trên bảng điểm số, chắc là xuống bảng điểm số rất nhanh rồi. Không kịp chửi con Lắc rồi, Lắc 1-9 rồi. Quyết định bấm B về đến từ Irelia, còn Idol đang di chuyển theo cùng con cá đuối này. Phải nuôi con cá này thôi, lại có mạng thứ 7 cho Idol tớ hơn cậu, ok chưa? Kích luôn cổng thông đạo sang bên phía bên kia tìm vị trí của em sợ năm, và em sợ năm chắc là cũng cút kiệt sức, sau đó cũng rút lui mà thôi. Idol đu e lên, đánh tay liên tục, solo kill thằng nào đánh tay chết thằng đấy làm chó, chết luôn vị trí của Kathleen rồi, mày làm chó, tao đang nuôi cá. Và đó là một tình huống tớ hận cậu, có mạng thứ 8 ở đây, ok rồi, ok chưa, áo gián ok chưa. Kathleen về đóng súng hải tặc của Idol vừa có cho mình liên tục là nhiều mạng hạ gục, và Velvet còn chỉ bắt lẻ thêm được cả vị trí của Vega. Con cá này được nuôi bắt đầu xanh rồi anh em ạ, bắt đầu có thể gọi là đi đẩy lẻ và đi bắt lẻ đối phương được rồi. Idol quyết định kêu gọi một chú ăn rồng, và đồng đội thì đang mải MPK. Một pha lao lên từ vị trí của Katarina, nhưng mà áp được đến từ con cá này nó hơi nhiều. Idol quyết định côn anh em ạ. Bây giờ phải cái gì đến tay, cứ phải côn cho bọn này nó đánh, không bọn này nó không biết làm gì, nó cứ đi PK nhiều khi nó bị shut down rồi đấy, lại dở. Cứ để Idol phải lóng một game này, một game thua 5.000 tiền vẫn lật vô tư anh em ạ. Thậm chí rồng vẫn còn tiền thưởng mục tiêu ạ. Ảo lật một phát còn đúng 600 tiền anh em ơi. Nãy giờ là đồng đội được hồi sinh bởi Idol cũng là tương đối nhiều đấy nhá, ăn tới 8 mạng cơ mà. Ăn 8 mạng là hồi sinh biết bao nhiêu mạng rồi. May là hồi sinh kịp chứ không thì con Ari nó chết liên tục, nó cứ ngồi nó chửi thằng Lắc. Mất đoàn kết nội bộ. Kata lao vào vòng W đến từ Irelia, và sau đó thì Ari đang mất máu khá nhiều. Bấm đồng hồ, Kata tốc biến lên để có mạng nhưng không có mạng, và lấy bản điểm số khoe luôn thông thạo 7 đến từ vị trí của mèo 9 đuôi. Mày đi không thạo. Cũng thực sự nó flash lên dí thẳng cái R vào đầu với Thiếu Đốt, thế thì đỡ làm sao. Một tiếng sét lao lên có ý định bắt vào vị trí có Lắc của Hương Giang, nhưng mà Hương Giang chói được đối phương và rút lui kịp. Idol thì bắt đầu tàng hình đi ra rồi, một tình huống tàng hình để có thể bait Lắc lao lên bait để hút đối phương vào, và sau đó Idol sẽ vét mạng phía sau. Bây giờ thì các thành viên phía của team 2 đang có ý định ép Baron thì phải. Ăn Baron nữa hả? Chắc chưa các bạn, chắc chưa các bạn, đã chắc với quyết định này chưa? Cho suy nghĩ lại. Velvet lao lên tung e của mình gây sát thương, và sát thương là chưa đủ. Chui thẳng và làm choáng nữa, cầu vồng tối thượng dọc đợt này, và đó là hai người dính cầu vồng tối thượng, ngay lập tức hai người lên bảng. Nhặt chân thân thì Velvet bị bế đi bởi Seth rồi. Seth có sát thương chuẩn đến từ W, nhưng cú W vừa rồi đã trượt. Lắc tốc đến chạy được, Velvet đứng lại mổ đánh tay lên tục quy đánh tay, gồng e giảm sát thương, và sau đó Velvet lại nhặt chân thân lại quẩy tiếp. Ui, Velvet khỏe rồi anh em ơi. Khóa tốt đến từ vị trí của Lắc, và đó là một tình huống hai đánh năm à. Hai đánh bốn anh em ạ, hai đánh bốn vẫn win ăn được cả bốn mạng, và sau đó thì đó sẽ là mạng thứ năm anh chàng này hất tung thành công đến từ con cá này rồi, quét sạch luôn. Ôi con cá này phải bỏ một quần thôi anh em ơi, khỏe thật đấy. 3.500 tiền luôn, Idol tha hồ mà để lẻ cũng nuôi được con cá này, nó là mắt lòng mắt dạ. Nuôi con cá rất lớn, bắt đầu được gánh tim anh em ạ. Ngon, để lẻ đứng dưới lại lượm được cái trụ 600. Cả nhà đều vui anh em ơi. Lắc bắt đầu bớt cảm giảm về vị trí, Ari bắt đầu bớt cảm giảm về vị trí của Lắc rồi. Idol đánh xạ thủ nói thì thôi, không nói gì là nhiều, tập trung vào PK, win ngược đây. Từ một game thua 5.000 tiền, bây giờ hơn hẳn nó là 4.000 tiền. Cái áp lực đẩy lẻ đến từ Aksha để đỡ làm sao đây. Bày đặt mua mắt sách trồn bề dai ha. Cút luôn, không còn tí số nào. Velvet đánh kìa, ui con Baron này nó đẻ biết bao nhiêu con rip nhỏ này. Con Velvet này cấp độ 17, đang cầm là 4.500 tiền anh em ạ, 4.500 tiền trên người. Về mua tới cái gì cũng được. Còn Idol đã có cái gì rồi, Idol đã có cho mình đao tím rồi.
Nãy giờ thằng Kata nó cứ êm vào với thằng Vega đồ đạc như thế này, nó tầm 500 AP chưa, 400 mấy AP nó cứ dúi chiêu cuối vào là thở oxy. Thôi thì đi farm sói với cả đi để lẻ vậy anh em ơi. Cái gì cũng đến tay thôi. Để lẻ với con set tầm 3.500 máu này cũng không biết là có để lẻ lại không, nhưng mà thôi thì cứ đi farm trước tính sau. Lật hà 37 đều về mạng sau 28 phút. Ờ, tình huống đánh hạt thông đổ xuống, Hương Giang lại đi đâu. Game này mà hỗ trợ biết chơi một chút thôi là không phải là nó thành cái game lệch cỡ nào đấy anh em ạ. 20 đấy, Ari lại được dịp đấy. Đánh thì không lo đánh thì cái gì mà chắc ôn 20. Đây là tình huống Vega bị êm lại chết luôn rồi. Có đồng hồ và Kata lao vào tính vét mạng của Ari nhưng không được. Idol đang bait, Idol bait thành công chung cuối đối phương và hút luôn cả lượng sát thương đến Nocturne để đồng đội được sống. Ari hôn gió, sau đó thì phi hồ. Đồng đội nằm xuống nhưng các thành viên bên phía của team 1 vẫn có được cho mình một tiếng giao tranh thắng. Mất Idol cùng với Hương ra. Idol nằm xuống để đồng đội đứng lên và đặc biệt là con Velvet này nó quá khỏe. Lần về nhà vừa rồi bổ sung thêm 2 trang bị lớn. Và thậm chí vẫn còn dư cả 1.000 tiền ở đây. Được, sẽ có con Velvet ở gánh team. Xét lúc này còn tốc tiến còn chiêu cuối nhưng mà Ari vẫn đang đứng cực kỳ ngông ở đây. Ari dính điểm trai rồi. Một cú quét sạch dành cho team Idol. Tớ hận cậu khi mà Ari lao ra để đổi mạng với Seth. Đi về đây còn đổi mạng cái gì cho trời. Đáng nghĩa là cái mạng vừa rồi là mạng free rồi. Một tiếng di chuyển đến từ vị trí của Vega. Vega lại làm gì rồi? Vega đi bộ vào melee và một con tướng tay dài cho Vega vẫn có ý định cận chiến ạ. Giờ thực sự. Và sau đó là một tiếng Velvet có ý định tấn công vào trụ vệ chính đối phương luôn. Rất nhiều áp lực đến từ con Velvet phun đồ này của Predator Hunt. Một game đấu đúng là mèo mù vơ cá rán. Đánh thì cũng không phải là quá hay nhưng được cá là được Idol nuôi thế lại xanh. Ở lại là game đấu hai mấy xác, nhìn nó rất ngon. Lúc này thì Idol đi đẩy lẻ rồi. Bắt đầu cầm cái Axa đi đẩy lẻ, trong lúc đó thì Velvet vẫn đang quy quy không qua tường và tìm kiếm cơ hội để có thể cân team. Ô, quét thấy rồi, E vào. Và nó là mạng dành cho vị trí Velvet quy quy vào đánh tay với E như này thì lấy gì mà đỡ đầy, lấy gì ra mà đỡ đầy. Bách phát bách chúng từ xa không có tí sát thương tới từ vị trí của Kathleen. WF đồng hồ và hết đồng hồ thì mạng kiểu gì cũng chết mà thôi. Đánh tay, tốc độ đánh lúc này của Velvet là 4.64 tốc độ đánh, what the fuck. 4 chấm tốc độ đánh á. Idol đẩy lẻ thì đã đá banh luôn cả trụ một đứng trên và sau đó tàng hình lên tìm kiếm vị trí của Oster. Con Vega này rất mỏng anh em ạ. Axan đồ đạc như này bớt một phát là con trường đi luôn. Đã có rồng cánh dưới cho Velvet rồi, biết ăn rồng rồi. Sau một tiếng côn rồng trước đó của Idol thì Velvet nhận ra là mình cũng phải ăn rồng. Đi rừng phải ăn rồng thôi. Còn Idol thì vẫn đang tàng hình đẩy lẻ đứng cánh ha. Tầm này những con như là Kata hay là Vega đi đẩy lẻ, Zamba con Vega hỗ trợ đẩy lẻ cái giao án này có Idol chặt đẻ ra từ cách đây mấy năm rồi. Gặp bắn một phát là cút luôn. Velvet vẫn đang đánh cực kỳ tự tin và đấm luôn vị trí của Seth đã tốc độ đánh 4 chấm như đấy thì nó ngại. 4.70 mấy tốc độ đánh, 4.78 tốc độ đánh các bạn ơi. Nó mổ chết con Seth 4.000 máu một phát chết luôn. Idol thì vẫn đang đi farm ha. Vẫn phải đi farm thôi anh em ơi. Đường giữa là không có lính để farm, đường trên thằng Ari nó tranh len rồi. Tầm này lên két lính của nó lại lắm mồm ra đây cũng dở. Cánh dưới thì lính đang đẩy có vẻ hơi cao. Velvet vẫn đang đâm sâu trong nhà chính đối phương, tốc biến chạy đến từ Irelia. Bết cái gì đây? Bết để Velvet két lính nước cung phong linh cái gì nhỉ? Kata lao lên và lắc của Hương Giang đã phải tốc biến chạy. Axan của Idol vẫn đang đi farm tiếp. Trong lúc đó thì đồng đội đang PK ở trong nhà chính đối phương. Và Velvet vẫn đang sống rất khỏe, quay ngược trở lại W hất tung đối phương E lên. Sau đó là một tình huống Ari đâm chiêu cuối xịt Q vào đánh tay lại không xịt. Cầu vồng tới từ xa chúng và có mạng tiếp theo dành cho team Idol ở đây rồi. Tầm này thì những người chơi bên phía của team 1 được Idol nuôi đã trở nên khôn lớn và bắt đầu nó báo hiếu rồi. Nó không còn nó không còn báo thủ nữa, bây giờ nó báo hiếu rồi. Đỡ hả? Đỡ gánh cho Idol. Nãy giờ tập trung đi farm. Chỉ số farm là vô cùng tốt. Trong nhà chính đối phương thì đồng đội đang bắt đầu giao tranh rồi. Một trụ vệ chính đã có. Velvet lao lên tấn công lấy mạng Kathleen và sau đó nhặt chân thân của mình để tiếp tục quẩy tiếp. Phía bên kia thì Irelia trong tiếng bết hơi sâu đã bị Seth đấm chết rồi. Phá nhà luôn đến từ vị trí của Velvet. E quy các kiểu rồi quy ra đánh tay liên tục. Tốc độ đánh của Velvet là gần 5 chấm, nhặt chân thân lên tiếp tục lao lên tiếp. Đã có mạng cho nó tận tàng hình từ dạ kiếm đang cố rút lui và Velvet chưa có định buông thả thì phải. Idol đã tiếp cận khu vực đường dưới đối phương để ăn Mega rồi.
Bây giờ thì Vega đã hồi sinh thì để làm cái gì đây? Đặt lồng ra bị tớ hận cậu bắn quá đau. W và sau đó thì lên bảng tớ hận cậu bị làm choáng. Kata tốc biến lên, có định hồi hết giết vị trí của Hương Giang. Và đó là chiến thắng cho team Idol ở đây. Ok chưa? Nuôi lắc ngu ạ. Nó cứ chết là nó còn nó chửi anh em ạ. Quý game rồi. Quý game rồi cứ chửi, đi đường thì bị solo kill. May là Idol ganh cho cái game này hồi sinh biết bao nhiêu lần, với cả nuôi con cá là nó gánh cho đấy chứ. Cuối game thì vẫn cứ ngồi chửi có lắc. Đéo hiểu kiểu gì. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì vẫn là một game đấu lật kèo cho team Idol ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi giao án Akshan đi xạ thủ Idol tớ hận cậu với thu thập vắng ám và tốc hành quen thuộc, không quyết định nâng cấp nước mắt. Và có một giao án Akshan gánh team khá khỏe cùng với vị trí của Béo Vét. Hẹn gặp lại anh em với giao án khác và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng cũng như tớ hận cậu nha. Bye anh em.